Xin chào các em Chúng ta sang bài mã số ID là 709 Bài này làm trong khóa tổng ôn Theo cấu trúc đề minh họa năm 2020 Mà bộ dành tặng cho các bạn sinh năm 2002 Bài toán 40 này là minh họa cho câu số 40 Trong đề thi 40 câu Và nó liên quan đến phần kiến thức Đó là xác định cấu tạo của hợp chất chứa liter Mà hay gặp nhất là muối của amin và muối của amino acid Để làm được toán này thì chúng ta phải xác định được cấu tạo của A đó, à, xác định cấu tạo của B. Thì ở đây người ta cho các em rõ rồi sản phẩm sau phản ứng thu được là hai amin. Vì thế chắc chắn là muối của amin rồi. Như vậy, thầy tìm ngay được amin dựa vào thông tin này. M trung bình của thầy bằng con số là bao nhiêu? Con số này của thầy là bằng uh, 36,6. Vậy suy ra chỉ có một amin bé hơn 36,6 là metinamin. Và kế tiếp thì phải là etinamin rồi. Đó. Đặt số mol là x về y đi, thầy tìm ngay x y luôn. x cộng y bằng 0,1. Đúng không? À gì nữa? Thầy có bao nhiêu x nữa? À 31 nhân x x cộng với lại 45 nhân với y thì bằng 36,6 nhân với 0,1. Từ đó các em tìm ra xy luôn, xử lý ngay hai thông tin này luôn. Đó. Em có luôn. x ken tìm ra bằng 0,06 0,06 Y Ken tìm ra được bằng 0,04 Để kiểm tra lại cho nó chuẩn luôn 1, 1, 0,1 này 31, 45 3,66 X bằng 0,06 Y bằng 0,04 chuẩn rồi sau khi tìm được xy rồi thì uh, các em sẽ biện luận dựa vào hai amin này để biện luận các em để ý hội thầy chất a của thầy có bao oxy bao oxy thì nó được tạo bởi một trong hai axit có bao oxy đó là h2co3 và hno3 thì thầy thử hno3 trước với hno3 thì thầy có dạng là nh3 cộng no3 trừ để... vậy trừ đi còn lại của thầy c của thầy là c5 h của thầy 13 16 trừ đi 3 là 13 như vậy loại luôn bởi vì cái amin của thầy không có là amin nào là C5 cả chỉ có hai amin này thôi loại luôn vậy bắt buộc là phải là của H2C3 rồi vậy thầy có như sau H2C3 thì kết quả là thầy sẽ có có CO3 2 trừ đó liên kết với lại NH3 cộng đó liên kết với NH3 cộng hai gốc nitơ cái còn lại của thầy trừ đi trừ đi thì phải đảm bảo tổng của nó là có ở đây là bao nhiêu C? 5C 5C mà trừ 1 đi còn mấy? Còn 4 Vậy mỗi thằng là 2C Vậy kết quả thể gọi là CH3 Đó à, Nó liên kết với CH3 thành CH5 luôn đi CH5 Và C2H5 Nó không thể có là 1C và 3C được Bởi vì 3C thì không có amin 3C Đó đây là cấu tạo của chất uh, A Bây giờ sang chất B của thầy Thì các em chú ý hiệu thầy là nó có 4 oxy Tức là nó tạo bởi axit hữu cơ hai chức bởi vì nó sẽ có 4 oxy. Như vậy kết quả các em băm lên thầy luôn đi. COO NH3 cộng. Đó, NH3 cộng. Ở đây thầy có COO NH3 cộng. Bây giờ gắn cho thầy xem nó là mấy C nữa là xong. Thì tổng của thầy là có 4C. 4C thì suy ra là mỗi thằng là 1C. Đây mỗi thằng là 1C. Đấy. Thì các con đang có thầy là vừa đủ luôn Đó Như vậy đây là cấu tạo Thầy tìm ra được là của B Như vậy A xong rồi B xong rồi thì mọi thứ xong hết rồi Đặt số mol bon là X và Y Các em đủ phương trình để tìm ra X, Y Cộng với N là A, H vừa đủ Kết quả thầy có phương trình Để tìm ra được X, Y À thật là AB B đỡ bị trùng nhé AB đi Thì kết quả muối của thầy là gì Là N là A2, CO3 muối thứ hai là muối COONa tất cả hai lần. Đó. Tất cả hai lần luôn. Thế thì uh, thầy có phương trình để tìm ra A và B. Đó. Thế phương trình này như thế nào? À đơn giản rồi, các em dùng bảo toàn gốc của thầy đi. Gốc C2H uh, CH3NH2 của thầy được lấy ở ở chất thứ hai này và có hai chất vậy số mol đã bằng B bằng 0.03 luôn. Đây thầy có đây, C2H5 của thầy là Xin lỗi, không phải bằng 2. Thế còn cái gốc C ấy, à đây bằng 3 bởi vì là 6 đây. Cái này của thầy là 0,06. Thì chia cho 2 thì bằng 0,03. Đó. Cái này của thầy là C2H5CH5. h C2H5 năng của thầy là 0,04 chia 2 bằng 0,02 luôn. Như vậy hai muối của thầy sẽ là muối Na2CO3. Số mol bon là 0,02. Cái này bằng 0,03. Đây là chất D bởi vì D nhỏ hơn E e lớn hơn. Từ đó suy ra ME. Các em lấy 0,03 nhân với lại 134. 0,03 nhân 134 bằng 4,02. Như vậy là 4,02 gram, và đáp án thì gọi là đáp án D. Đó, thầy minh họa rất là chậm để các bạn có thể là theo dõi và chúng ta có thể định hình được nội dung của nó.